Mến chào quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Lời đầu tiên thay mặt cho những người làm chương trình xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an vạn sự an khang, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Nếu như Quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông để đón xem được những video mới nhất mà 30 tập chương trình đăng tải cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận kênh Minh Đường Tử Vi. Chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ba biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị đó chính là nội dung như sau. Sự thật chấn động về cuộc đời tân sửu 1961, lộ đồ chi ngưu, bí mật làm điều này, được bề trên ban cho lộc lớn, làm ăn chúng lớn, chúng số liên tiếp, tiền vàng nhét, chật két, đúng 6 tháng đầu năm 2024. Quý vị thân mến, người xưa có câu, ở hiền gặp lành, hiền lương sinh phú quý quả thật không sai. Trên thực tế, mỗi người sinh ra đã được an bài số mệnh riêng, tuy nhiên bên cạnh đó tính cách của họ cũng quyết định số phận phần nào có những người tuy không được sinh ra trong gia đình đủ đầy sung túc nhưng nhờ sở hữu tính cách tuyệt vời mà gặp được nhiều may mắn cuộc sống được quý nhân phù trợ ít nhiều khi xem tử vi chọn đời tuổi tân sửu sinh năm 1961 là người kiên trì sáng tạo và đầy nghị lực họ luôn đuổi theo đỉnh cao và không bao giờ từ bỏ trước khó khăn vì thế cuộc sống của họ luôn rất bận rộn và có nhiều cung bậc cảm xúc theo tử vi học cho biết Tân Sửu được Thích Ca Mâu Ni Phật độ mệnh, nên cho dù có vất vả, khổ cực hay khó khăn thời trẻ, nhưng khi về già sẽ được an nhàn, sống trong vinh hoa phú quý. Đặc biệt, bước sang 6 tháng đầu năm 2024 âm lịch sẽ chính là thời điểm cực kỳ tốt cho vận mệnh tuổi Tân Sửu, sinh năm 1961, trên con đường công danh, sự nghiệp hay là tài vận đều được khởi sắc một cách rõ rệt, được quý nhân chiếu cố cho công việc hanh thông, làm đâu thắng đó, may mắn liên tiếp vì thế tiền tài cứ ùn ùn kéo về giàu như vũ bão vậy vận trình cuộc đời người tuổi tân sửu sinh năm 1961 cụ thể sẽ ra sao từ năm 2024 trở đi con giáp này sẽ đón nhận những cơ may gì và cần lưu ý điều gì thì xin mời quý tín chủ cùng chiêm nghiệm ngay sau đây trong số 12 con giáp sửu châu là con giáp đứng ở vị trí thứ hai theo quan niệm của tử vi phương đông những người sinh ra trong năm tân sửu thường có tính cách mạnh mẽ, kiên định, không ngại khó khăn và gian khổ, luôn nỗ lực và chịu khó để đạt được thành công. Họ cũng thường là những con người hướng nội, không thích khoa trương, dù tài giỏi hay giàu có đến đâu, họ cũng ứng xử rất khiêm nhường. Tuổi Tân Sửu cũng được cho là những người rất hợp với vị trí lãnh đạo, nếu như năm Quý Mão 2023, tuổi Tân Sửu có nhiều khởi sắc với người tuổi Tân Sửu trên nhiều phương diện, nhờ ngũ hành tương sinh, lại có các tinh chiếu mệnh, nên tiền bạc của họ rủng rỉnh, tài lộc tăng tiến, cuộc sống thuận lợi, tình cảm êm đẹp. Bước sang năm Giáp Thìn 2024, tuổi Tân Sửu cũng gặp khá nhiều may mắn, đặc biệt là trong công việc, tử vi học có nói, năm mới 2024 được hai phúc tinh là Thiên Đức và Phúc Đức hỗ trợ, tuổi Tân Sửu có thể sẽ có sự thay đổi tích cực về nghề nghiệp, nếu chưa hài lòng với công việc hiện tại, nên mạnh dạn thay đổi, vì họ sẽ dễ có được một công việc mới ít căng thẳng hơn so với vị trí trước đây, đồng thời lại mang đến thu nhập lớn hơn cho họ. Nếu đang rơi vào cảnh thất nghiệp hoặc chưa có công việc mong muốn thì tin vui được cho là sẽ tới với tuổi Tân Sửu trong nửa đầu năm 2024 này, do đó, bản mệnh nên biết để nắm bắt thời cơ nhé. Ngay sau đây sẽ là nội dung chính của video hôm nay. 1. Đặc trưng tính cách người tuổi Tân Sửu, sinh năm 1961 trong hệ tử vi đầu số. 2. Tiết lộ chi tiết vận trình tử vi từng phương diện trong 6 tháng đầu năm 2024, gồm sự nghiệp, công danh Tiền bạc, tài chính, tình duyên gia đạo và sức khỏe của Tân Sửu sinh năm 1961. 3. Luận hung cát từng tháng của người tuổi Tân Sửu, sinh năm 1961. 4. Bình giải sao hạn và cách hóa giải vận xui của tuổi Tân Sửu. 5. Màu sắc may mắn cho tuổi Tân Sửu trong năm 2024, chi tiết như sau. 1. Đặc trưng tính cách người tuổi Tân Sửu sinh năm 1961. Tuổi Tân Sửu trong 12 con giáp là con giáp đặc biệt chăm chỉ và siêng năng trong cuộc đời được bồ tát văn thù ban cho trí tuệ nên thông minh sáng suốt nhưng cũng rất thật thà chất phác có chính kiến và không bị lay động trước nhiều luồng tình cảm khác nhau đây là con giáp có những nguyên tắc và thói quen rất đặc biệt họ luôn mong muốn có cuộc sống ổn định và an toàn họ hy vọng mọi người xung quanh cũng tuân theo nguyên tắc và lắng nghe sự phân công của mình tình yêu gia đình sâu sắc nhưng những kỳ vọng quá cao đối với người thân của họ sẽ khiến cho mọi người cảm thấy áp lực và mệt mỏi, lòng quả cảm của họ cũng rất lớn. Người tuổi Tân Sửu có tài lãnh đạo biết nhìn xa trông rộng, ít khi bị cám dỗ, họ là người có đầu óc thực tế, không mơ mộng, sống chân thật và luôn khiêm tốn, khả năng thuyết phục của người tuổi Tân Sửu cũng rất đáng nể. Xét theo can chi, địa chi, cân xương đoán số, bốn lượng sáu chi, tuổi Tân Sửu đi đâu cũng đều đặng hanh thông, nhất là đổi họ, rời nhà lại càng thịnh vượng ăn mặc đầy đủ tự số trời định sẵn tân sửu thiên can mang chữ tân có các sao cự môn thái dương văn xương văn khúc và tứ hóa là người sáng suốt thích hợp cho mẫu người sử dụng nhiều về lời nói nhờ lời nói mà làm ra nhiều tiền của thuận lợi trong môi trường có nhiều người nam tuổi tân là một trong những tuổi có lộc cách nên cả đời không lo thiếu thốn dễ thu được nguồn tài chính dồi dào phong thịnh mặc dù có tài biện luận giao tiếp nghĩa là khoa nói tốt nhưng họ dễ nhầm lẫn trong văn bản sai sót nhầm lẫn hóa đơn sổ sách dẫn tới hao tài gây trở ngại công việc cuộc đời của nam mạng tân sửu vô cùng suôn sẻ thuận lợi công danh sáng lạn rộng mở có thể đạt được địa vị cao vào trung vận đời sống của người tuổi này có thể lên đến đỉnh cao nói chung là người tuổi này có cuộc sống sự nghiệp danh vọng vô cùng tốt đẹp công danh có nhiều bước tiến lớn vào trung vận hậu vận gặp nhiều may mắn an nhàn thành thơi tân sửu chịu thương chịu khó làm việc vất vả nên họ thường hay rất chịu đựng, hy sinh, đơn giản lại mộc mạc, thật thà, chân thành, chính vì vậy mà những người tuổi châu thường rất được nhiều người kính trọng. Trong cuộc sống hay trong công việc, những người tuổi tân sửu thường là những nhà lãnh đạo rất tận tâm, họ luôn có sự chuẩn bị chu đáo cho mọi việc. Nữ mạng tân sửu gặp nhiều hay đẹp trong chuyện tình duyên, ở vào tiền vận, cuộc sống có nhiều vất vả khó khăn, sang đến trung vận sẽ dễ dàng hơn, gia đạo, sự nghiệp phải trải qua không ít lần đổ vỡ mới được vẹn toàn đến hậu vận sẽ được sung sướng, thành thơi. Nữ mệnh tuổi này tính khí ôn hòa, y lộc dồi dào, tuổi trẻ nhiều khó khăn, tuổi già phúc thọ, tiền của hưng vượng, người tuổi này là mẫu người khẳng khái, trầm tĩnh, thường là người hiền lành, thích ở trong nhà. Về phương diện tình cảm thì lại thích sự ổn định, trong mạng nếu có nhiều cát tinh, phần lớn học cao hiểu rộng, nhưng thích phiêu lưu mạo hiểm, thông minh, văn võ hiền đạt, thường dựa vào học vấn của mình mà làm nên sự nghiệp, dạng dỡ tông môn, được quý nhân phù trợ, có thể giàu sang và nổi tiếng. Xét về mệnh số tính cách, người tuổi tân sửu mang mệnh thổ, hay còn gọi là bích thượng thổ, là người điềm tĩnh, có nguyên tắc riêng của mình, làm mọi việc một cách cẩn thận, nếu tích cực, họ là người bền bỉ, có trực giác nhạy, an nhiên trước cuộc sống và lôi cuốn. Nếu tiêu cực, họ lại cứng nhắc, sầu muộn, có phần nghiêm nghị, thiếu sôi nổi và khó đoán biết, tính cách bất khuất bướng bỉnh và suy nghĩ logic của họ thường được che giấu bằng vẻ ngoài đơn giản, tê chỉnh và ngay ngắn sự thông minh ẩn giấu dưới vẻ trầm lặng kiệm lời e rè họ ghét sự cầu thả ghét sự hấp tấp ghét sự su nịnh và thảo mai suy nghĩ của họ rất đơn giản và rạch ròi không thích phức tạp hóa khuyết điểm tiếp theo của họ là ở chỗ cứng nhắc khó gần không khéo léo trong giao tiếp không quan tâm đến người khác vì vậy rất dễ mang đến cho người xung quanh những giận hờn trách móc đôi khi do cái tôi của bản thân cao sẽ khiến họ hơi cố chấp và bảo thủ mà bỏ qua việc lắng nghe lời khuyên của người khác. Trong công việc họ khá kiên định với ý kiến của mình, có tố chất làm lãnh đạo, nhưng thường phải có thêm tác động của người khác, chứ họ không phải là người sôi nổi, mạnh mẽ dấn thân. Tân Sửu là những người không thích đi đường tắt, họ cũng có lòng tự trọng cao, thích làm việc một cách đàng hoàng, không lợi dụng thủ đoạn để giải quyết vấn đề. Ưu điểm, trong công việc của họ là tính kỷ luật cao, mang đến sự nề nếp cho đội nhóm, tuy nhiên, đây cũng là điểm yếu chết người của họ, đôi khi cứng nhắc quá, lại hỏng việc như chơi. Những người thuộc mệnh Bích Thượng Thổ, họ muốn được làm chủ trong công việc, vì vậy, kinh doanh là ngành mà họ luôn hướng đến, với bản tính suy tính cặn kẽ khó gần, không khéo giao tiếp, không quan tâm đến người khác, thường biểu hiện phong độ hơn người, điều này không phù hợp với những công việc tiếp thị, ngoại giao hay công việc đòi hỏi sự tinh tế. Tuổi Tân Sửu không quảng giao, vì vậy họ có rất ít bạn bè, tuy nhiên, những người bạn ấy thường đi với họ qua nhiều năm tháng, rất thân thiết và đáng tin cậy, họ cũng thường vướng vào nhiều thị phi bị ganh ghét vì những người xung quanh nhìn vào thường cho rằng họ ngạo mạn và quá nguyên tắc. Tuy nhiên, những điều đó không khiến Tân Sửu quan tâm bởi đối với đồng nghiệp hay những người hợp tác cùng, Tân Sửu luôn mang lại sự chân thành, nghiêm túc nên khi đã tiếp xúc cùng sẽ càng được mọi người quý mến và khiến họ làm được nhiều việc lớn. Tuy thông minh, trí tuệ sắc sảo hơn người, nhưng tuổi Tân Sửu không bao giờ kiêu ngạo, ngược lại rất khiêm tốn với mọi người xung quanh, dù có đối mặt với nguy hiểm, khó khăn, thử thách thì tuổi tân sửu vẫn ung dung, hiên ngang, toát lên phẩm chất của một người anh hùng. Nếu làm việc với những người tuổi tân sửu, bạn sẽ thấy họ thật cẩn thận và khoa học, không bao giờ cầu thả, họ chậm rãi chắc chắn trong từng bước đi của mình, không bao giờ mắc phải những sai sót không đáng. Hơn nữa, tuổi tân sửu rất coi trọng chữ tín, một khi đã làm thì sẽ làm hết mình, có trách nhiệm với công việc được giao, họ làm gì cũng tuân theo nguyên tắc, chuẩn mực xã hội, không bao giờ đi ngược lại với truyền thống văn hóa dân tộc, bởi vậy, đôi khi cuộc sống của những người này thật nhàm chán và cứng nhắc đàn ông tuổi tân sửu dù không lãng mạn mơ mộng nhưng họ có trách nhiệm khi kết hôn sẽ hết mình chăm lo cho cuộc sống gia đình còn nếu kết hôn với phụ nữ tuổi tân sửu bạn sẽ là người may mắn nhất thế gian cô ấy là con người của gia đình hiền thục đảm đang sẵn sàng hy sinh bản thân vì gia đình của mình dù vẻ bề ngoài luôn điềm tĩnh vui vẻ nhưng thực ra tuổi tân sửu che giấu không ít những nỗi niềm trong lòng những lúc buồn bã khó khăn Họ cũng cần được quan tâm, an ủi, chăm sóc, lúc ấy gia đình và những người thân xung quanh sẽ là động lực, tiếp thêm sức mạnh để tuổi Tân Sửu tiến lên phía trước. 2. Tử vi trong 6 tháng đầu năm 2024 của tuổi Tân Sửu, sinh năm 1961. Tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 thuộc mệnh Thổ, Bích Thượng Thổ, theo học thuyết ngũ hành, mệnh Thổ của tuổi gặp mệnh Hỏa của năm Giáp Thìn, được tương sinh, Hỏa sinh Thổ thiên can tân bình hòa với can giáp, địa chi sửu tương xung với địa chi thìn. Nhìn chung, cuộc sống của những người tuổi sửu 1961 trong năm giáp thìn sẽ được bình an, thành thơi. Năm nay tuổi âm lịch đã bước sang 64, nhắc nhở bản mệnh cần chú ý quan tâm tới sức khỏe, đời sống tinh thần nhiều hơn. Công việc, sự nghiệp đã ở giai đoạn chín mùi, tuổi tân sửu không cần lo toan, hao tổn tâm sức nhiều nữa, thay vào đó là dành thời gian bên gia đình, người thân, tận hưởng những khoảnh khắc ý nghĩa của cuộc sống. Cụ thể, xét phương diện sự nghiệp trong 6 tháng đầu năm 2024. Theo tử vi tân sửu 2024, trong 6 tháng đầu năm giáp thìn sẽ thuận lợi cho những người tuổi tân sửu đạt được sự phát triển và thành công trong sự nghiệp. Người tuổi tân sửu làm việc trong các lĩnh vực dịch vụ dân sự và sáng tạo như nghệ thuật, sân khấu, phim, truyền thông, nghệ sĩ đều có khả năng được thăng chức và công nhận. Hai ngôi sao tốt lành sẽ trao quyền cho cô bác trong suốt giai đoạn đầu năm và mang lại kết quả tốt lành, bản mệnh sẽ có quyền lực, thành công và được công nhận. Nhờ sự hiện diện của các sao tốt, sếp nữ có thể trao cho cô bác một vị trí có thẩm quyền, do đó mang lại cho cô bác sự giúp đỡ và công nhận. Mặt khác, bản mệnh cũng có thể phải đối mặt với một số thách thức và mối quan hệ giữa các cá nhân yếu kém do sự hiện diện của ngôi sao bất hạnh. Một số cá nhân ghen tị có thể gây hại cho bản mệnh, hơn nữa trong năm 2024, bản mệnh còn phải chịu tác động lớn của cục diện phá thái tuế, vì thế, cần hết sức cẩn thận trong mọi việc, tránh chủ quan, lơ là, dù là trong công việc quen thuộc đi chăng nữa. Thời điểm đầu năm, đặc biệt tháng 1 và tháng 2, bản mệnh thường gặp bất hòa với bạn bè, đồng nghiệp, thậm chí, kẻ tiểu nhân còn xuất hiện cố tình gây phiền phức cho bản mệnh, khiến công việc tiến triển khó khăn hơn so với dự tính, đây là lúc cô bác cần tỉnh táo để phân biệt rõ ai là người thật sự tốt với mình. Ai là kẻ luôn tìm cách tiếp cận, rồi ngấm ngầm gây họa, khi đã tìm ra được gốc rễ của mọi vấn đề, tân sửu nên bình tĩnh để có cách giải quyết mọi việc cho hợp lý. Ngoài ra, cô bác cũng cần phải chú ý hơn trong việc lắng nghe ý kiến của mọi người, giữ vững chính kiến của mình là tốt, song nếu bảo thủ, không biết tiếp thu kiến thức lại không phải là hay, hãy tin rằng sự cố gắng của cô bác sẽ luôn được đền bù xứng đáng, dù đầu năm bản mệnh gặp phải một vài khó khăn, nhưng sau đó nhờ được quý nhân tương trợ, tuổi tân sửu sẽ dần dần bắt kịp được với huồng quay công việc lại thêm các tinh chính quan cho thấy sự nỗ lực của cô bác luôn được nhìn nhận và đánh giá chính xác cuối năm cô bác có cơ hội được khen thưởng thậm chí thăng quan nếu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao hơn nữa dù trong hoàn cảnh nào hãy luôn giữ thái độ hòa nhã với mọi người không đẩy các mâu thuẫn lên cao khiến mối quan hệ và cả công việc lâm vào bế tắc xét về phương diện tài chính tiền bạc Tân sửu 6 tháng đầu năm 2024. Theo tử vi tuổi Tân Sửu trong 6 tháng đầu năm 2024 âm lịch, bản mệnh nhờ sự cố gắng mà đạt được sự ổn định và liên tục trong thu nhập và tài chính của mình, sẽ có nhiều cơ hội đầu tư tài chính, nhưng thời gian 6 tháng đầu năm không thuận lợi cho các khoản mạo hiểm, do đó, Sửu không nên đầu tư mới và nếu bất khả kháng thì chỉ đầu tư vào những lĩnh vực tài chính vững mạnh. Thời gian này, cô bác nên lập ngân sách chi tiêu và tiêu tiền một cách khôn ngoan năm giáp thìn đang mang lại những tiến triển ổn định và ổn định về mặt tài chính cho người tuổi sửu sử dụng kiến thức kinh tế và trí thông minh bản mệnh có thể tìm thấy chính mình trong một tình huống chiến thắng các doanh nhân được khuyên nên mở ra những con đường và lĩnh vực mới để đạt được tăng trưởng đặc biệt nhờ có các tinh mang tên phúc đức và ngọc đường chiếu giỏi tuổi tân sửu sẽ gặt hái nhiều tài lộc có nhiều cơ hội kiếm tiền tài khoản tăng số chỉ có một lưu ý nhỏ cho tuổi này đó là dù thu nhập tăng nhưng tuổi tân sửu cần tránh chi tiêu hoang phí, thay vào đó, nên dành ra một khoản để đầu tư, bên cạnh việc tiết kiệm định kỳ, có như thế thì mới duy trì được sự thịnh vượng lâu dài. Những người tuổi tân sửu làm kinh doanh cũng được khuyên nên cẩn trọng hơn trong mọi quyết định, không đưa ra những quyết định vội vàng, để tránh gặp thất bại, nếu biết nắm bắt thời cơ, họ có thể gặt hái được thành công trong giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 6 âm lịch. Xét về sức khỏe của tuổi tân sửu, trong 6 tháng đầu năm 2024. Tử vi tuổi Tân Sửu 2024 cho thấy, bản mệnh phải quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe tinh thần và thể chất của mình trong 6 tháng đầu của năm 2024 này, bởi cô bác sẽ phải trải qua một môi trường căng thẳng và bất ổn về cảm xúc, có thể dẫn đến các vấn đề về thể chất và tinh thần. Bản mệnh cần tìm cách xử lý căng thẳng của cô bác và giữ cho mình khỏe mạnh về tinh thần và thể chất, hãy biến yoga Thiền và các bài tập thở khác trở thành một phần cuộc sống hàng ngày của cô bác, thực hiện chế độ dinh dưỡng tối ưu, tham gia vào các hoạt động tự chăm sóc bản thân và tránh uống rượu, thuốc lá và các chất gây nghiện khác. Ở trong một môi trường gần gũi với thiên nhiên và ít ô nhiễm không khí và nước, Tân Sửu được coi là người làm việc rất chăm chỉ và vì điều này, họ không quan tâm đến sức khỏe của mình, nhưng điều này cần phải tránh, tập thể dục đúng cách với một chế độ ăn uống cân bằng có thể giúp người tuổi Tân Sửu khỏe mạnh và thành công trong suốt năm Giáp Thìn 2024. Xét về phương diện tình cảm, gia đạo của tuổi Tân Sửu trong 6 tháng đầu năm 2024. Tử vi năm Giáp Thìn 2024 cũng dự đoán con giáp tuổi Tân Sửu nhận được nhiều tin vui trên phương diện tình cảm vào thời gian này, bản mệnh và nửa kia duy trì được mối quan hệ cân bằng, nhờ ngũ hành hỏa thổ tương sinh mà cả hai đều tôn trọng nhau, biết lắng nghe ý kiến của nhau nên những hiểu lầm hoặc tranh cãi giảm đi đáng kể. Hai người còn là động lực cổ vũ đối phương tiến về phía trước, người làm cha, làm mẹ cũng giữ được quan hệ hòa hợp với con cái, dưới sự cổ vũ của bản mệnh, con cái có thể gặt hái được những thành tích cao, khiến bầu không khí gia đình lúc nào cũng tràn đầy niềm vui, cô bác vô cùng tự hào về gia đình mình. 3. Luận hung cát từng tháng của người tuổi Tân Sửu, sinh năm 1961. Tử vi tháng 1 năm 2024 âm lịch. Tháng đầu tiên của năm 2024 là một tháng nhiều may mắn đối với người tuổi Tân Sửu, đặc biệt là trong chuyện làm ăn hợp tác. Cô bác nên tận dụng khoảng thời gian này để thực hiện các kế hoạch của mình, ắt nhận được sự giúp đỡ của quý nhân để gặt hái thành công. Nhìn chung, khía cạnh tài chính của bản mệnh lúc này khá sáng sủa, miễn là cô bác hiểu rõ mình đang ở đâu. Tuy nhiên, nếu bạn dấy lên lòng tham và muốn tranh giành lợi nhuận, thì dễ phạm sai lầm bất cứ lúc nào. Tử vi tháng 2 năm 2024 âm lịch. Theo tử vi tuổi Tân Sửu tháng 2 âm lịch nhận thấy, vận trình của bản mệnh tháng này lên xuống thất thường, đòi hỏi cô bác phải có bản lĩnh để kiểm soát tình hình, nếu không sẽ bị cuốn theo đó, hãy chủ động và đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh, bước ra khỏi những khuôn mẫu thường tình, bản mệnh sẽ có thể đạt được những giới hạn mới. Dịch mã chủ di chuyển, thay đổi, nên có người đổi việc, thay đổi chỗ ở hoặc đi công tác xa dài ngày, nên đôi khi bản mệnh trộm nghĩ sao cuộc đời mình trông tranh đến thế. Thực ra nếu cô bác có góc nhìn tích cực, thì chẳng có gì cản trở được bạn cả. Những việc này đều đòi hỏi sự chuẩn bị thật chu đáo, vì thế tuổi tân sửu đừng lơ là nhé. May mắn là có thiên ấn nâng đỡ, công việc có thể dễ dàng thích nghi với mọi hoàn cảnh. Chính vì vậy, không ai có thể nghi ngờ khi đối mặt với nghịch cảnh, họ sẽ có những giải pháp khiến người khác phải ngạc nhiên. Từ vi tháng 3 năm 2024 âm lịch. Trong tháng mới này do có chính ấn chiếu mệnh, người tuổi Tân Sửu vẫn có thể đạt được những thành tích khả quan, nếu chăm chỉ cố gắng làm việc, thời điểm này, nữ mệnh có nhiều cơ hội đạt được thành tựu hơn nam mệnh, bạn tìm được cơ hội để thể hiện năng lực của bản thân, nhận được sự đánh giá cao của cấp trên. Tuy nhiên, do tác động của tương phá, bản mệnh vẫn cần phải đề phòng rắc rối có thể xảy ra bất cứ lúc nào rất có thể kẻ tiểu nhân ghen ghét với những gì bạn đạt được sẽ ngấm ngầm tìm cách phá hoại, khiến những việc tưởng như đã thành công rồi. Lại bất ngờ gặp rắc rối, bản mệnh cũng cần phải luôn giữ đầu óc tỉnh táo, sáng suốt, đặt ra những mục tiêu rõ ràng cho mình. Dù hoàn cảnh trước mắt có không đúng với mong muốn của mình, hãy giữ vững tinh thần thì rồi cũng sẽ được êm đẹp mà thôi. Tử vi tháng 4 năm 2024 âm lịch Người tuổi tân sửu cảm thấy tự tin và hiếu thắng hơn trong tháng này. Song Cô Bác vẫn cần hết sức chú ý đến tình huống trước mắt, chỉ khi có cách cư xử phù hợp trong nhiều tình huống khác nhau, Cô Bác mới có thể phát triển thuận lợi, không vô tình đắc tội người khác. Đối thủ cạnh tranh của Cô Bác có thể xuất hiện trong tháng này, khuyên Cô Bác chớ nên quá nóng vội, đưa ra những quyết định thiếu chính xác, con giáp này cần phải biết mình, biết ta thì mới mong gặt hái được thắng lợi. Tử vi tháng 5 năm 2024 âm lịch. Tháng 5 vừa tiềm tàng nguy cơ, nhưng cũng sẽ có những cơ hội xuất hiện giúp bản mệnh khẳng định bản thân bằng sự mưu trí và bản lĩnh của mình. Cộng thêm sự giúp đỡ của quý nhân, con giáp này có thể vượt được trông gai, mở ra con đường mới để phát triển. Tử vi tháng 6 năm 2024 âm lịch Sự nghiệp của người tuổi tân sửu không phát triển thuận lợi được như dự tính trong tháng 6 này. Con giáp này cần chú ý trong các hoạt động hợp tác, tránh để kẻ xấu đâm sau lưng hoặc tìm cách cướp công của mình. Chuyện làm ăn kinh doanh chưa có tiến triển gì đáng kể, Cô bác phải dành khá nhiều thời gian để giải quyết các vấn đề đau đầu, nếu còn điều gì băn khoăn, cô bác nên hỏi ý kiến người giàu kinh nghiệm, tránh tự mình mày mò tìm cách giải quyết, cuối cùng lại đưa ra quyết định sai lầm. 4. Bình giải về sao hạn và cách hóa giải vận hạn cho tuổi Tân Sửu, sinh năm 1961. Thứ nhất, bình giải sao hạn cho nam mạng tuổi Tân Sửu, năm 2024. Nam tuổi Tân Sửu năm 2024 Gặp sao chiếu mệnh La Hầu, hạn Tam Kheo trong hệ thống cửu diệu, sao La Hầu chủ về thị phi, công việc dễ gặp thử thách ở giai đoạn đầu, dân gian còn có câu Nam La Hầu, nữ kế đô, ám chỉ đây là sao rất kỵ tuổi tân sửu nam mạng, năm có sao này chiếu sức khỏe giảm sút mạnh, có thể mắc bệnh nghiêm trọng và phải điều trị lâu dài tốn kém. Công việc làm ăn gặp khó khăn, có thể bị mất mùa hoặc thua lỗ, xấu nhất là tháng 1 và tháng 7 âm lịch, nên tránh hai tháng ấy, nếu có dự tính việc quan trọng theo niên hạn Nam Mạng Tân Sửu năm 2024 gặp hạn tam kheo, hạn này chủ yếu gây thương tật ở tứ chi, các chứng bệnh về xương khớp, phong thấp, ngoài ra, đi đứng cẩn thận, kẻo gặp tai nạn bất ngờ. Tiểu kết, năm có sao xấu chiếu, sức khỏe đương số giảm sút mạnh, dễ mắc các bệnh nghiêm trọng, phải tốn kém chạy chữa mới khỏi. Công việc làm ăn gặp khó, có thể bị mất mùa hoặc thua lỗ, vậy nên trong năm 2024 gặp sao chiếu mệnh vận hạn này nhắc nhở nam mạng tân sửu nên cẩn thận trong làm ăn chớ mạo hiểm mà đầu tư hùn hạp hết số tiền đang có kẻo mất trắng trong cuộc sống hãy cứ suy nghĩ lạc quan tích cực quý trọng sinh mệnh để sống vui khỏe mỗi ngày phương diện công việc duy trì đều đặn nhẹ nhàng không nên quá lao tâm tổn sức vì công việc ở độ tuổi này tuổi tân sửu nam mạng nên dành nhiều thời gian để quan tâm chăm lo cho bản thân cùng với đó là tham gia một số bộ môn thể dục thể thao giúp cơ thể dẻo dai sức đề kháng tăng, tinh thần thoải mái, vui vẻ, như vậy cuộc sống thêm phần thành thơi an nhiên. Cách hóa giải sao la hầu theo phong thủy năm 2024 Đồ phong thủy Sao la hầu là sao thuộc hành kim, có thể sử dụng những vật phẩm phong thủy, thuộc hành thủy, để khắc chế, giảm bớt những tai họa xui xẻo có thể xảy ra. Mệnh chủ nên dùng những đồ vật, hay mặc trang phục màu đen, màu xám, màu xanh biển, cũng có thể sử dụng vật phẩm phong thủy làm từ đá thạch anh đen thạch anh khói, thạch anh tóc đen, mã não xanh dương, xa phia. Về tinh thần, luôn nhắc nhở bản thân hành sự cẩn trọng, kiểm soát tốt cảm xúc, sẽ tránh được họa thị phi, tiện tụng. Ngoài ra, đừng buôn chuyện mà nói xấu, đặt điều cho người khác, cũng đừng vì danh vọng mà bất chấp, nên suy nghĩ kỹ trước khi nói, khi làm. Về cách hành sự, đừng bao giờ có ý định dùng tiền bạc để đổi lấy danh lợi, đi hối lộ, đổi trác công danh, tiền tình, đừng đồng lõa với những kẻ xấu bụng làm chuyện gian ác, kẻo sẽ nhận hậu quả khôn lường. Tích cực làm việc thiện, làm nhiều việc tốt, việc thiện giúp đỡ mọi người, xã hội, thường xuyên phóng sinh, dần già tai ương sẽ tan biến. Cách hóa giải hạn tam kheo năm 2024 Về sức khỏe, đi lại cẩn thận, tránh xảy ra các tai nạn giao thông bất ngờ, đồng thời cần duy trì chế độ ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý, thường xuyên rèn luyện thể dục thể thao nhằm tăng cường sức đề kháng. Đặc biệt, không nên làm việc quá sức, tránh các căn bệnh về xương khớp, tay chân, ngoài ra, tránh sử dụng quá nhiều các chất kích thích gây hại cho sức khỏe như rượu, bia, thuốc lá. Về tinh thần, đương số hành sự bình tĩnh, tránh nóng vội mà đưa ra quyết định sai lầm, mưu sự lành mạnh, không toan tính hãm hại người khác, đặc biệt là những người làm cơ khí nên mặc đồ bảo hộ đầy đủ và kỹ càng, điều này tránh được một số tai nạn lao động bất ngờ xảy ra, nguy hiểm đến tính mạng. Về tâm linh, để tìm sự bình an trong cuộc sống, gia chủ nên thường xuyên đi chùa thắp hương cửa Phật. Điều này giúp tâm hồn trở nên tâm tịnh và thư giãn phần nào mệt mỏi, áp lực từ cuộc sống. Thứ hai, bình giải sao hạn cho nữ mạng tuổi tân sửu năm 2024. Nữ tuổi tân sửu năm 2024 gặp sao chiếu mệnh kế đô. Kế đô sao ấy dài đông, chia tay đôi ngả không mong tương phùng, tháng 3 tháng 9 bão bùng, nhức tai đau óc khốn cùng sát thân. Đây là hung tinh kỵ nhất là nữ mạng, sao này chủ về những thị phi, mâu thuẫn trong chuyện tình cảm vì vậy mệnh chủ cần phải chú ý nhiều hơn trong lời ăn tiếng nói điều chỉnh cảm xúc mỗi khi nóng giận để gia đạo luôn được hòa hợp êm ấm theo niên hạn nữ mệnh tân sửu năm 2024 gặp hạn thiên tinh thiên tinh là hạn trung bình mang lời chịu tiếng thình lình chẳng hay thiên tinh là sao chẳng hay ra ngoài mắc phải dạ tai ngục hình hạn này khá nhẹ chủ yếu là tai tiếng thị phi do người ngoài tác động năm này nếu cố chấp tham gia vào các cuộc tranh đấu thì tinh thần mệt mỏi, lo nghĩ nhiều, ảnh hưởng đến sức khỏe. Bởi vậy bản mệnh nên dĩ hòa vi quý, không mang lời dèm pha, ung dung tự tại tận hưởng niềm vui mỗi ngày bên con cháu. Tiểu kết, nhìn chung, cuộc sống của nữ tân sửu sẽ được bình an, thuận lợi nếu bản mệnh biết giữ gìn phẩm hạnh, hài lòng với cuộc sống thực tại của mình. Không ganh đua vật chất với đời, đây là khoảng thời gian mệnh chủ nên giúp đỡ con cháu nhiều hơn trong việc nội trợ, quản lý gia đình, để con cái tập trung phát triển sự nghiệp cách hóa giải sao kế đô theo phong thủy đồ phong thủy sao kế đô là sao thuộc hành thổ muốn hóa giải được những nguồn năng lượng tiêu cực từ sao này thì cần phải dùng hành kim để tiết chế do đó nên mặc những đồ màu trắng bạc xám, ghi có thể dùng những vật phẩm phong thủy làm bằng đá quý màu trắng như thạch anh trắng để áp chế tích cực làm việc thiện chủ động làm nhiều việc thiện giúp đỡ mọi người xung quanh thường xuyên phóng sinh dần già tai ương sẽ tan biến Việc dâng sao giải hạn tốn kém, mất nhiều công sức mà chưa chắc đã có được hiệu quả bằng chính việc làm của bản thân mình. Cách hóa giải hạn thiên tinh năm 2024 Về sức khỏe, chú ý đến ăn uống, tránh bị ngộ độc thực phẩm, dành nhiều thời gian chăm sóc sức khỏe bản thân, tránh ăn những thực phẩm khó tiêu, nhẹ thì thường xuyên đau bụng, tiêu chảy, nặng thì phải cấp cứu vì bị ngộ độc thực phẩm. Làm ăn, trong làm ăn, Người gặp hạn này cần cẩn thận và tính toán hơn, không nên tin lời người khác mà làm ăn sai trái, phạm vào pháp luật, mọi việc xảy ra cần bình tĩnh và nhẫn nhịn, tránh xung đột dẫn đến kiện tụng ra tòa. Tu tâm, làm nhiều việc thiện, năng làm việc thiện, giúp đỡ mọi người xung quanh là cách tích đơn giản mà vô cùng hiệu quả, ngoài ra, đương số nên thường xuyên đi chùa tĩnh tâm hay thắp hương cầu bình an cho gia đình. Tiếp theo, trong chuyên mục phong thủy may mắn năm 2024 Minh Đường Tử Vi xin chia sẻ tới quý vị về màu sắc may mắn, giúp tân sửu gặp hung hóa cát, vận khí vượng suốt cả năm. Màu nâu vượng sự nghiệp. Màu nâu giúp cho người tuổi tân sửu luôn giữ được tinh thần tích cực, hăng hái, bằng chính nỗ lực của mình, con giáp này có thể giải quyết nhiều vấn đề khó khăn, hơn nữa, màu này cũng giúp các mối quan hệ với đồng nghiệp, cấp trên, khách hàng, đối tác đều được củng cố và mở rộng, tăng khả năng được trọng dụng và gặp quý nhân. Màu vàng vượng tài lộc. Thường xuyên sử dụng màu vàng sẽ giúp bản mệnh duy trì được đầu óc tỉnh táo, có tầm nhìn sáng suốt, quản lý tài chính khôn ngoan, biết cách dùng tiền đúng chỗ, đúng lúc, từ đó thu về khoản lợi nhuận không nhỏ. Màu bạc vượng tình duyên, màu bạc giúp người tuổi Tân Sửu tự tin thể hiện sức hút tự nhiên của mình, cộng với sự khéo léo và tinh tế, người độc thân sẽ quen biết được với nhiều người khác giới hơn trong các dịp xã giao, tạo cơ hội thoát khỏi tình trạng lẻ bóng. Màu kỵ năm 2024 của tuổi Tân Sửu xanh lục, xanh lam, những màu sắc này gây ảnh hưởng xấu đến tâm trạng của người tuổi Sửu, khiến cô bác thường xuyên có cảm giác bị kìm hãm, luôn ở thế bị động, khó phát huy bản thân như mong muốn, những suy nghĩ không sáng suốt cũng khiến bản mệnh tham gia vào một vài dự án đầu tư mù quáng, khiến cô bác phải tiêu tốn một khoản tiền không nhỏ, nhưng sôi hỏng bỏng không. Quý vị thân mến, cuộc sống càng ngày càng khắc nghiệt hơn, điều quan trọng là phải tự mình học được cách đối mặt với những thử thách trong cuộc sống lấy đó làm động lực rèn luyện bản thân ngày càng vững vàng trưởng thành trước sóng gió cách vượt qua khó khăn là đi xuyên qua nó đối mặt với khó khăn chớ nên dối trí cứ xem đó là cơ hội để chúng ta rắn giỏi cứng cỏi hơn trưởng thành hơn với một tâm thế sẵn sàng luôn tự tin vào khả năng vượt qua của mình át hẳn bạn sẽ thấy nhẹ nhàng hơn nhiều và dễ dàng tìm ra cách để giải quyết những vấn đề khó khăn đó điều quan trọng là không khó khăn nào là mãi mãi và thực tế là hết khó khăn này sẽ đến khó khăn khác hãy xem đó là lẽ thường của cuộc đời này. Vâng, cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý vị khán thính giả sống bình an hạnh phúc, luôn mạnh mẽ vượt qua mọi dông tố trong cuộc đời và gặt hái thành công mỹ mãn. Hy vọng rằng với những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ trên đây sẽ giúp quý vị có được cái nhìn tổng quan về cuộc đời của mình. May mắn nào cũng được nắm bắt, xui xẻo nào cũng được tránh xa. Để vạn sự hanh thông, triệu điều như ý quý vị đừng quên ấn đăng ký kênh để ủng hộ cho ban biên tập chương trình và sau đó bấm chuông để nhận được những video mới nhất cuối cùng xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau xin cảm ơn